Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy bài tập toán lớp 3 vô lề. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 102 tháng 5. Trong một năm thì chúng ta sẽ có 12 tháng. Trong một năm sẽ có 12 tháng. Bài số 1, viết số thích hợp vào chỗ chấm. Tháng này là tháng nào? Vậy tháng này thầy đang quay clip này thì tháng này là tháng 4. Tháng này là tháng 4. Tháng 4. Tháng sau tháng sau là tháng 5. Trong một năm có trong một năm tháng chấm chấm là tháng có ít nhưng ngày nhất. Chúng ta trong một năm thì có 12 tháng, nhưng mà một tháng thì không đều nhau. Tháng có 30 ngày, tháng có 31 ngày. Tháng 2 thì tháng có 28 ngày hoặc 29 ngày. Được. Năm nhuận thì có 29, còn không nhuận thì 28. Được. Như vậy tháng 2 là tháng ít nhất 28 hoặc là 29 thôi. Bài số 2, đánh dấu X vào ô trống đặt trước cái tháng là có 31 ngày. Bây giờ là tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, 11, 12. Người ta yêu cầu là đánh dấu X vào tháng có 31 ngày. Vậy bây giờ làm sao mà chúng ta biết được là tháng có 31 ngày? Chẳng lẽ chúng ta là gửi lịch không? Rồi, chúng ta sẽ đếm trên cái những cái ô này. Cái ô đầu tiên chúng ta cầm nắm cái nắm tay lại, chúng ta nó ô, cái ô lên đúng không, ô lên như thế này đấy. Cái ô đầu tiên là tháng thứ nhất, tháng 1. Cái sụn xuống tháng thứ hai thì cái ô lên là tháng thứ ba, và cái tương tự là sụn xuống là tháng thứ tư, ô lên là 5, sụn xuống là 6, ô lên là 7. Rồi chúng ta tiếp tục qua này là 7 rồi đúng không? Giờ u lên là 8. Cái này thầy đang cầm tay trái thì viết nha. Cái này viết nó chữ hơi 6. Rồi cái này sụn xuống là 9. Rồi cái này là 10. 11. U lên là 12. Viết tay trái cũng không đi nổi tệ. Rồi quay lại cái bên này. Cái u nhô lên như thế này là 31 ngày. Sụn xuống là có 30 ngày. Đặc biệt là tháng 2 chúng ta lộ ra. Chúng ta không nói đấy. Tại vì tháng 32 thì có 28 ngày hoặc 29 ngày. Cho nên chúng ta lộ cái tháng 2 này ra. Đây, 31 ngày này. 31 ngày này. Sụn xuống là 30 này. Nhô lên là 31 này. Sụn xuống là 30 này. Nhô lên này. Nhô lên này. Nhô lên là tháng 7 là 31 ngày. Tháng 8 này, nhô lên này, 31 này. Tháng 9 sụn xuống là 30 này. 10 là nhô lên là 31 này, sụn xuống là 30 này. Nhô lên tháng 12 là 31. Rồi, như vậy thì người ta yêu cầu trong này là đánh dấu X vào tháng có 31 này. Tháng 1, tháng 3, tháng 5 và tháng 7. Như bên này là tháng 1 này, nhô lên này. Tháng 3, tháng 5 và tháng 7. Đó. Chúng ta đi đánh tháng 1 này, tháng 3 này, tháng 5 nè, tháng 7 nè. Rồi chúng ta qua này, tháng 8, tháng 10 và 12. 8, 10 và 12. 8 nè, tháng 10 nè và tháng 12. Chúng ta qua bài số 3. Ngày 8 tháng 8 của năm nào đó là thứ bảy. Hỏi là ngày 23 tháng 8 của năm đó là thứ mấy. Rồi như vậy thì trong một tuần thì chúng ta sẽ có là 7 ngày. Thầy đang nhấn nháp là thầy nháp nè. Bây giờ ngày 8 tháng 8 đúng không? Không quan tâm tới tháng nào. Ngày 8 tháng 8 là thứ bảy. Thứ bảy. Mà người ta họ nói là ngày 23 tháng 8.
Nên là một tuần là có là 7 ngày. À, 7 ngày. Như vậy là ngày 8 tháng 8, 7 ngày đúng không? À, 7 ngày là một tuần, như vậy là ngày 8 này, tháng 8. Thì một tuần có 7 ngày, ta lấy 7 ta cộng 8 là 15. À, 15 tháng 8 thì nó sẽ rơi vô đúng thứ bảy trở lại. À, thứ bảy trở lại. Rồi, 15 tháng 8 à, ta cộng tiếp 7 ngày nữa, tại một tuần sẽ có 7 ngày. À, cộng tiếp là 7 nè. 7 là bằng là 7 cộng cho 5 là 22 tháng 8. À, thế sẽ rơi lại đúng thứ bảy. À, đúng thứ bảy trở lại. À, mà người ta họ nói là 23. À, như là 23 tháng 8 thì ngay chỗ này là thứ bảy tới chủ nhật đúng không? 22 tới 23 là chủ nhật. Chủ nhật. Đó là cái cách tính như vậy. Rồi, chúng ta sẽ ghi vô là chủ nhật. Thứ là chủ nhật. Bài số 4. Đúng thì ghi đêm mà sai thì gáy vào ổ trống. Tháng 2 có 30 ngày. Rồi. Như vậy là tháng 2 không bao giờ có bao nhiêu 30 ngày. Rồi. Tháng 2 không bao giờ có. Như vậy là sai. Tháng 5 có 31 ngày. Thì bữa nãy thầy làm ở trên đó, thầy coi lại. Tháng 1, tháng 3, tháng 5. Tháng 5 là nhô lên là có 31 ngày. Này đúng nè. Tháng 8 có 31 ngày. Đây tháng 8 nhô lên đây, vẫn còn ghi đây. 31 ngày đúng. Tháng 2 có 28 ngày. Cái này đúng nè. 28 hoặc là 29. Này đúng. Tháng 2 có 31 ngày là sai, không bao giờ có, nó chỉ là 28 hoặc 29 thôi. Tháng 6 có 30 ngày. Đây. Sổng súng là có 30 ngày đây, cái này sổng súng này, đâu, sổng súng. Đó, tháng 6 là có 30 ngày đúng. Bài số 5. Viết tiếp các ngày còn thiếu trong từ lịch tháng 5 năm 2013. Đây là người ta họ cho xuất phát là thứ tư. À, từ đây chúng ta viết xuống đây này, đầu lên đây, xuống đây, xuống đây. Đó, đó. À, như vậy là của cái thứ hai và thứ ba nó thuộc về tháng tư rồi nha. Hai cái ô trống này, này nó thuộc về tháng tư. Như vậy tháng 5 thì nó bắt đầu là thứ tư và ngày 1 của tháng 5, ngày 1, ngày 2. Vậy là đây là ngày 3, ngày 4, ngày 5, rồi ngày 6, 7, à, tới 8, 9, 10, 11, tới 12, 13, 14, 15, 16 là 17, rồi 18, 19, rồi tới 20, là 21, 22, 23, 24, 25 là 26, 27 là 28, là 29, là 30. Ngày 31 và tháng 5 có 31 ngày. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ này cái kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.